Chào các bạn, thì đây là hai cây bút khách gửi ra ngoài để sửa thay ngoài. Thì cây bút này khách bảo không ra mực. Đấy, thì thấy là đang hết mực, mực rất khô này. Mực rất khô thì này thì làm sao ra mực được. Mình thử rút cái ngòi ra nhé. Đấy, rút ngòi ra, ngòi này cũng rất khô này. Ngòi này khô thế này thì làm sao mà mực ra được. Đấy, bút này dùng để rất lâu rồi thì nó khô lại, nó không ra mực. Bây giờ mình sẽ thay ngòi và mình hút mực vào, mình bơm vào nhé. Thì đẩy phát nó ra ngay. Dòng bút này gần như là rất ít khi tắc mực, mà gần như không có tắc mực. Bằng cây này nha. Cây này cũng vậy, nhìn rất khô. Đã hết sạch mực. Và không biết cây này là có vấn đề gì thì mình thay ngòi luôn cả hai cây. Cây này tuét hết ngòi rồi này. Đấy, thay ngoài luôn cả hai cây và viết lại cho các bạn xem nhé. Các bạn thay ngoài thì các bạn chuẩn bị một chút gì ăn. Một chút gì ăn, sau đó các bạn lau. Đây, chút gì ăn này. Lau sạch cái bút này đi. Đấy. Ngoài bút này thì bị hỏng ngoài rồi. Chỉ hai cây bút này chỉ cần viết bơm mực vào là viết được. Thì đây mình sẽ thay ngoài cho các bạn nhé. Đây, bút này chỉ cần nắp ngoài mới vào như này. Đấy, sau đó các bạn đẩy vào, đẩy hai bên vào như này. Đấy, cân căng chỉnh. Sau đó các bạn kê giấy dày và các bạn ấn thẳng xuống như này, cả kê được. Đấy, xong một cây. Đấy, cây này cũng thế. Rút ngoài ra rất là nhiều cặn. Chút nữa mình sẽ đẩy mực ra. Đây là ngoài mới này. Cho như này. Rồi, sau đó các bạn ấn thẳng xuống. Vì cái giấy này là giấy dày nên là cái dưới này có một lớp da đệm nữa. Mình phát vào được luôn. Rồi ok. Giờ mình sẽ bơm mực hai cái bộ này. Bơm mực hai cái bộ này nhé. Đây là hình như là sách mực của khách là mực tím pupper. Đấy, mực tím thì phải, thì mình sẽ lấy đúng mực tím pupper nhé. Bên mình thì rất nhiều loại mực. Đây là mực tím hồ điệp này, màu nó sẽ tươi hơn, nó không xanh như này, màu nó sẽ tím. Còn đây tím pupper nó sẽ hơi ngả xanh. Mình sẽ hút mực vào trước. Đây cây bút 206 này. Hút mực vào này. Rồi ok, tập này thôi. Để mình đẩy mực ra vừa đẹp. Lau sạch cái này đi này. Được chưa? Sau đó cắm vào cái bút này. Cắm vào chặt vào. Đấy. Rồi sau đó đẩy ra một giọt mực. Đấy. Đẩy ra hút vào, đẩy ra này. Đẩy ra hút vào, đẩy ra này. Rồi bây giờ mình lau sạch cái đầu đi. Rồi. Ok, mình thử nắp vào mình viết nhé. Đấy, viết là ra ngay. Đấy, mực bút này là khô, bơm hết sạch mực bên trong rồi, nó khô nên là thì nó không ra mực. Chứ còn viết vào là ra mực ngay. Mình sẽ viết rất nhiều chữ xem. Ra mực luôn. Đấy, nếu mà khách nhà hàng nào mà hoặc các bạn dùng bút này mà nó không ra mực thì các bạn xem, một là hết mực, hai là nó khô mực và thay ngoài đẩy, hoặc là đẩy mực ra là được, chứ không cần phải thay ngoài. Những ngoài ngày ngoài bút 206 này cũng dùng ok. Đấy. Đấy, các bạn tắt, các bạn đẩy ra nhé. Rồi vừa xong cây 206, giờ đến cây 205 này, mình sẽ hút mực vào, đẩy hết xuống dưới này, sau đó hút mực lên này. Đấy. Còn hút tầm này thôi, hút nhiều quá thì gửi lại cho khách hàng thì nó bị ra mực, ra nắp, đẩy vào. Rồi ok, sau đó các bạn đẩy ra một hai giọt này. Đấy. Đấy, nếu mà các bạn mà không muốn dùng màu mực này ấy, thì khi các bạn nhận bút thì các bạn đẩy hết mực này ra và các bạn hút mực lại, mực của bạn vào, đẩy ra một hai giọt nữa là nó sẽ viết cái màu mực của các bạn. Đấy, đẩy ra như này thì bút, tất cả dòng bút Sáu Thiên này thì nó, cái dẫn mực nó đều rất to và ngoài rất bền, nên các bạn chỉ cần bơm mực vào nó viết bình thường nhé. Cái bút này không bao giờ, gần như không bao giờ có chuyện tắc mực nếu mà dùng mực thường. Chỉ có một là các bạn để lâu quá mực nó khô thì các bạn phải đẩy ra thôi, viết bình thường ngoài trơn này. Đấy, ngoài Sáu Thiên nhé, ngoài Sáu Thiên sản xuất rất bền. Ok, như vậy là đã xong hai cái bút này. Khách gửi ra nó bị hỏng thì khách hàng mua thêm bút thì gửi vào tiện, gửi vào cho khách. Đấy, viết rất là đẹp luôn, ngoài bút Sáu Thiên viết rất đẹp.